Ngày 8 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Long Điền tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. 123 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện về dự đại hội. Liên đoàn Lao động huyện Long Điền hiện có 107 công đoàn cơ sở với hơn 5.800 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2015-2023, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thành vượt mức 22 trên 22 chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa 3 đã đề ra. Nổi bật là thành lập mới 26 công đoàn cơ sở, phát triển mới 2.468 đoàn viên, vận động trao tặng 5 máy ấm công đoàn, thăm hỏi tặng 3.100 suất quà cho người lao động với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, trao tặng 767 suất học bổng huyện Đức Cảnh, tổng trị giá 682 triệu đồng, tặng 1.150 suất quà trung thu trị giá 230 triệu đồng. Đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát, Liên đoàn Lao động huyện đã chi hỗ trợ 487 trường hợp công đoàn viên với tổng số tiền hơn 382 triệu đồng, chi hỗ trợ doanh nghiệp có công nhân thực hiện 3 tại chỗ 156 triệu đồng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Long Điền khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 thành viên, đồng thời đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu gồm phát triển mới 1.000 đoàn viên, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn, ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể,